Hoa hậu Tiểu Vi bắt được hoa cưới trong hôn lễ Phương Anh. Trong đám cưới Á hậu Phương Anh, Hoa hậu Tiểu Vi bắt được hoa từ cô dâu. Tối ngày 17 tháng 9, Hoa hậu Tiểu Vi bắt được hoa cưới từ Á hậu Phương Anh. Tiểu Vi trao lại hoa cho bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung. Nàng hậu muốn tham gia đám cưới của bà trùm Hoa hậu và đạo diễn Hoàng Nhật Nam trong tương lai. Tiểu Vi bắt được hoa cưới trong hôn lễ không ít lần. Trong đám cưới của Á hậu Phương Nga năm 2022, Tiểu Vi tham gia phần tung hoa náo nhiệt của cô dâu. Tiểu Vi chụp được hoa cưới từ Phương Nga. Năm 2020, Tiểu Vi cùng dàn hậu chờ đợi bó hoa cưới từ Á hậu Tường Sang bắt được hoa cưới. Tiểu Vi trao lại cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 2 năm nhận hoa cưới, Mỹ Linh lấy chồng. Cách đây ít tháng, cô sinh con gái đầu lòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.